Ôi, cắt bụi. Thay cũ nha, thay cũ chuyển sang mới này. Điện nào. Cũ giờ dùng lâu nó chập chờn lắm này. Trẻ sang mới này dùng nó sướng. Điện mới nhìn nó cũng đẹp, nó bắt mắt. Tại con xe này đang ngắt âm, à ngắt dương. Dương lúc nào nó cũng cấp được chuột. Bây giờ mình chuyển thành ngắt âm. Lúc nào âm cũng chuyển thành chuột. Nhảy ra đấy. Đấy cho nó mở cốp. Một cái loại này nhìn nó cũng... Nó ấy hình như có cả... Mở cửa đi anh. Cửa mà nhảy đấy. Đúng chiều khóa đấy, à đấy là mà sai chiều khóa thành mở này, mở thì khóa này, khóa này. Đấy nha. Ngược lại hôm nay anh ấn khóa mở cơ mà. Ừ. Này, cắm đích đâu màu hồng.